Năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới, số dự án FDI, số vốn đăng ký đầu tư trong và ngoài nước của Long An tăng so với cùng kỳ, trong đó đã cấp giấy chứng nhận đầu tư FDI cho hơn 120 dự án, vốn đầu tư cấp mới gần 600 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong thu hút đầu tư, tỉnh vẫn ưu tiên những ngành nghề công nghệ tiên tiến để giảm phát thải, hướng tới kinh tế xanh và bền vững. Với quan điểm kiên quyết không tiếp nhận các dự án có công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm, Long An hiện có danh mục các ngành nghề khuyến khích đầu tư hoặc tiếp nhận đầu tư có điều kiện. Theo ngành tài nguyên và môi trường, đề án phát triển nhanh và bền vững của Long An đến năm 2030 đặt mục tiêu toàn bộ khu cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường, tất cả chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định bên cạnh đó phát triển kinh tế xanh trên lĩnh vực nông nghiệp cũng được chú trọng nổi bật là giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật áp dụng mô hình canh tác thân thiện với môi trường hướng tới long an đặt mục tiêu đưa chỉ số xanh cấp tỉnh bgi đánh giá xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường và tấp đầu cả nước cùng với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là pci liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci cũng sẽ công bố xếp hạng bgi nhằm cung cấp thông tin đầu tư phục vụ công tác hoạch định chính sách giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tính bền vững của doanh nghiệp